hình dáng nó giống như con trâu của mình à, cái lưng nó da nó cứng vậy, đen hu đen thui vậy, như con trâu vậy. Trời ơi, vậy nó đục hang ở dưới, ở đục hang dưới. Nó làm bọng cả ổ nó rồi. Sau khi nó đi rồi, hồi trước người ta đâu biết, ta cất nhà xây lầu lên sau này. Đúng rồi, đâu ai biết ở dưới hang đâu. Giờ nó sụp nhà tao lúc nó ai cũng đâu mà chỉ có mấy ông thợ lặn mới tới đó nổi thôi chứ. Sáu ông ở Tân Châu á, ông kể ở dưới ngã ba mà sông Tân Châu đó chú thôi, ông kể gắn mà gắn di cốc á, gắn bự dưới hang dưới mang tự lặn mà xuống đó gặp một cái là bỏ nghề luôn. Là... gắn gì cá gắn gì cốc á là nó mắc là ta hầm đu đủ rồi. Nghe nói lớn lắm chúng tôi bự. Cái con cá cốc á, có cái con cá cốc đó bằng con trâu vậy đó. Cá cóc. Con cá cóc hả chú Tư? À, con cá cóc thì nó bằng con trâu. Sống ở đâu chú Tư? Để sống dưới sông. Nhưng mà nó đục vô mấy cái vách sông nó bờ, nó làm hang bọng giống. Cái đợt cái Tân Chợ Tân Châu bị sụp mấy cái nhà lớn ở dưới á. Dạ. Là trước đó là người ta thấy nó lúc mà nó bị động hay gì đó, nó biết trước á. Rồi nó rút ra nó đi. Nó đi đó, rồi nó bỏ hang. Nó bỏ hang rồi nhà lầu cặp mấy sông nó chợ Tân Châu sụp á. Sụp lúc cái lầu luôn rồi. Thôi rồi. Mà nó lên hả xuồng ghe ta vô chợ rồi mà. Cái lưng nó lội ngang mà nó lật xuồng ta luôn. Cá cóc ha. Ờ, cái lưng nó như con trâu, nó đen như con trâu vậy. Nhìn cũng giống như hình dáng nó giống như con trâu của mình. Ờ, cái lưng nó da nó cứng vậy. Đen hu. Đen thui vậy như con trâu vậy. Trời ơi, vậy nó đục hang nó ở dưới. Ờ, đục hang nó làm bọng cả ổ nó rồi. Trời sau rồi. Khi nó đi rồi. Hồi trước người ta đâu biết, ta cất nhà xây lầu lên sau này. Đúng rồi, đâu ai biết ở dưới hang đâu. Giờ nó sụp nhà tao lúc nó ai cũng đâu mà chỉ có mấy ông thợ lặn mới tới đó nổi thôi chứ. Ờ, năm 70 vậy. Cái thời gian mà nó sụp vẫn lâu quá, mình cũng không có để ý tới, không có nhớ rõ cái năm nào. Nó bị sụp bên chợ Tân Châu, bị sụp. Rồi người ta mấy cái người ở bển tao qua tao chơi tao nói chợ, cái đường vô chợ mấy cái sông nó vô chợ đó, nó nổi lưng lên xuồng ta đậu liền cái bến chợ mà biết rồi. Giờ nó lội nha xuồng ta lật luôn, xuồng ba lá ta lật luôn, xuồng ta chợ lật luôn, tại nó đưa cái lưng lên nó đổi xuồng lật luôn. Rồi sau khi thì từ hồi sụp mấy cái nhà nó xuống mất tiêu, cái xuống hầm đó rồi mất tiêu luôn, không thấy con nào xuất hiện nữa. Chắc cũng... rút ra đi mất. Đi nhiều chắc lùn gùn nó bự như cái lưng như con trâu vậy. Chỉ ở vậy thôi chứ cũng không có ăn thịt hay à, không phá ai mà người ta không biết luôn. Dạ không biết cái loại đó có tồn tại. Ờ à, à, không biết luôn. Giống như là thủy quái hồi xưa tới giờ hay chú nữa. Rồi nó không làm gì ai. Giờ tới chuyện đó nó lội đi rồi cái tao sụp nhà đục rồi cho thợ lặn xuống. Thợ lặn vô tao mò đồ trong nhà ta đem ra tao mướn thợ lặn á. Dạ. Tao vô tao lấy cái nhà ta đồ trong nhà ta. Vậy chứ nhà thì làm gì được nữa, chỉ có lấy đồ thôi. Dạ. Ai có tủ sắt đồ đó muốn thợ xuống khiêng lên được.
mấy cái tiệm bự bự không à, mấy cái nhà lầu mà biết là nhà giàu à, là tao mướn tao lặn cá... xuống cần đồ cần thiết đó, tao lặn xuống tao lấy lên như là cá cốc chứ không có gắn gắn thị quái gì thôi chú tôi. Có gắn gắn gì gắn nước không, gắn gì cốc có gắn gì cốc nha. Ờ mà lớn vậy nè tao thấy tao dưới đồng thỉnh thoảng tao cũng có bắt gì cá gì cốc rồi đấy, rồi đem về nó cũng ăn hầm, nó hầm ăn đu đủ hầm đu đủ chứ còn nghe kể là nó là hầm đu đủ bự bự ở dưới là con bự bự 1 triệu 1 ký gián dì voi á, gián dì voi bây giờ á, dạ. 1 triệu 1 ký nó hiền, nó cắn, nó cắn mình nhưng mà như chó cắn vậy, không đâu nó bị lớn luôn. Giờ cá hả, gián dì voi đó cục ngủ bao nhiêu nó mọc ú, nhưng mà để nó làm nó nha, ai mà nhảy qua được bên kia là đố nhau ha, nó khao nhau mà không ai nhảy qua vậy, mà vừa nhảy qua là nó dính đáy quần rồi đó nó cắn liền, nó nhảy nó không nhả nó cắn là máu nó dưng lắm, nó ra máu dữ lắm, tôi cũng bị cắn hết 2 lần rồi, đào kinh nè, đào kinh rồi đập hang mò vô lối ra, đưa tay vô đập bắt lỡ rồi nếu mà ra luôn chứ sao vậy, mập ú vậy đó khúc vậy đó. Đó, quá cháy mua chát luôn, bây giờ 1 triệu 1 ký rồi đó, ngoài cả mắt lắm đó. Ngon lắm, giống như voi á, giống như voi, rồi voi với cá, rồi voi cốc, mấy loại đó con được ăn rồi, làm chưa con được làm rồi ừ. Họ làm cho ăn chứ không ăn không, không làm được, muốn kiếm chỗ đó ăn bây giờ đi vô đồng tràm tà sư có kêu mấy thằng mà giữ rừng nó đi kiếm nha, nó có chắc nó có nuôi đó mấy thằng đó. Nó bắt được luôn, nó vừa voi vừa cá vừa cóc được, yeah. Cũng đâu có bự đâu lắm. Có khi hả len bén hả sắn đứt ra luôn, có khi lấy con rắn hổ vừa núp ở trong hang né không kịp được, trên len trên này bén nó sắn xuống đứt luôn, rồi cũng lôi ra hầm đu đủ luôn. Học sao vậy? Cái hổ mang cũng quất luôn. Hổ gì thì hổ kệ. Hổ tốt nào nó thảy vô hổ rượu ngâm luôn. Cái đầu, hét cái đầu vô hổ rượu rồi. Còn mình thì hầm đu đủ. Hổ nào không rượu với là mồi. À, đáng Ngọc Nông cầm đi. Của máu lâu nghề thả là cũng quất luôn. Cầm đi ngâm rượu tốt lắm. Vì là không có con thùng luôn hết. Nhưng mà kể nó mọc tai ra như gồng mình vậy. Có thùa ruồng núi nè, có nè. Cái giống như những quả chằn nó dài, nó nhôm nó bò nó lờ. Con trùng mà gặp nó là chết con trùng liền. Thùa núi nó dính con trùng là nó quấn con trùng, nó cuốn con trùng lại. Từ từ trùng khô eo luôn. Là nó nhỏ xíu à? Ừ, nó nhỏ xíu mà nó cuốn con trùng hoài, nó không buông trùng ra mà con trùng chạm khỏi nó. Nó rút nhớt con trùng là khô nhớt giáp luôn ấy. Hùng luồng, con hùng luồng núi. Có người đã kêu con xà beng, cái đầu nó bự ra giống như cái lưỡi xà beng vậy đó. Nó bò là mua nhiều bò. Đó, độc lắm à, nốt chết con trùng còn khô với nó đó. Là con tuần luồng mà trong phim truyền thuyết thì không nghe rồi, không thấy rồi. Mà mình không thấy. Mà thấy nó là quảng hồn. Thật mình không thấy nó đâu. Dạ. Mà hình như truyền thuyết không à, chứ chưa ai thấy. Nó giống như là thủy tổ của vua. Mấy người nào mà ta có mà cũng như là cái cũng như là ta có cái những cái tâm hồn mà ta quan tưởng vô truyền thuyết nhiều á. Yeah. Nhờ cái đầu ta vẽ ra ta làm hình nộm rồi ta lên phim nữa. Ta ra được hình hài ha chứ. Chứ ông nội nó biết nó nằm ra nó nằm nó trốn đâu. Rồi nó đi. Cũng như nào hỏi. Mà có chắc cũng làm lính của chư thần chư tiên rồi thú kể. Tao hỏi ông thấy rồng chưa? Tôi thấy rồi. Ông coi không, tôi chỉ cho. Trời chỉ mưa tôi chỉ cho ông coi. Tôi chỉ cục mây á, rồng mây mà nó nằm ở trong cục mây đó đó. Con rồng nó nằm trong cục mây. Có rồng đẹp không chứ? Tôi chỉ cục mây, tôi nói con rồng nó nằm trong đó đó. Tôi ông thấy không thấy thì cái dữ của ông như cái con phun nó chút nó phun nước xuống đâu coi nè.
dài đó. Nói về truyền thuyết rồi mấy cái người mê tín cái nó có nhiều cái ý nghĩ ra.